Em tình nhà sàn này, chào các bác nhé. Tiếp tục cập nhật cái công trình tại Bắc Cạn. Đây công trình này em xây dựng trong tháng 2 âm lịch. Thì cũng đã hoàn thiện xong cái phần thô, thì hôm nay em trở lại và chia sẻ cho các bác được nắm rõ hơn về cái mẫu nhà sàn 5 gian. Đấy, nắm rõ hơn về cái mẫu nhà sàn 5 gian khép kín, sàn bê tông. Đó, thì em chia sẻ những các bác theo dõi em từ những clip trước thì em cũng quay lại cái công tác làm khung cũng như là lực mái hệ thống lan can. Đấy, anh em vừa lắp đặt cái hệ thống lan can xong. Đấy. Khu vực dưới này thì cũng đang trong quá trình xây chát. Ở dưới tầng 1 này thì gồm có 3 phòng ngủ nha các bác nhé. 3 phòng ngủ được xây tường bao. Đó, và sẽ có một hệ thống nhà tắm vệ sinh ở dưới. Đó. Khu vực cầu thang lên nhà. Đi lên nhà này. Đi từ trong nhà đi lên nhé các bác nhé. Em quay cái không gian ở trên phía trên tầng 2. Xem ở phía trên tầng 2 có những gì. Đó, chạm mặt là một cái cánh cửa. Cửa này toàn bộ bằng cửa gỗ nhé các bác nhé. Cửa gỗ lim rất là đẹp, cực kỳ là chất lượng luôn. Một bộ cửa này sẽ dao động vào khoảng 10 đến 15 triệu trên một bộ cửa. Rồi. Đây. Ra là phía trên tầng 2. Đó. Phía trên này thì nhà chủ hai phòng ngủ. Có hai phòng ngủ, 3 phòng ngủ và một phòng thờ ở giữa nhà. Đó, còn cái không gian bếp thì ở phía bên này này, không gian bếp có hệ thống nhà tắm, nhà vệ sinh và bếp. Rồi, ở đây thì cái mẫu anh em thiết kế theo kiểu là mẫu chuyên đoạn. Đó. Mẫu chuyên đoạn rất là được mọi người ưa chuộng luôn. Thì công trình này em đấy, như em chia sẻ là cũng từ tháng 2 âm lịch. Thì bây giờ là anh em gia đình cũng đã hoàn thiện xong, thì chỉ chờ mỗi sơn. Đó, chỉ sơn nữa thôi. Đây. Phía đằng trước thì toàn bộ là hệ thống lan can rộng 1m3. Lắp cửa này bố trí khá là hợp lý nha các bác nhá. Đó. 3 cửa ở giữa và hai bên là hai cửa sổ. Đấy, một cách bố trí cửa sổ rất là đẹp. Đó, khu vực này cũng có hệ thống lan can này. Và bên này cũng có hệ thống lan can chạy đằng trước nhà đấy nha các bác nhá. Đó, ngôi nhà sàn này thì có địa chỉ tại xã Cổ Linh, ủy ban nhân dân xã Cổ Linh ở bên kia các bác. Khu vực kia thì cũng có một căn nữa, anh em cũng đang vừa hoàn thiện xong. Đó, căn nhà bên kia thì căn nhà 4 gian nhé các bác. Hệ thống lan can, cầu thang, bê tông, giả gỗ. Thì ngoài cái phần khung thì anh em vẫn tiếp nhận và lắp đặt những hệ thống lan can, cầu thang, sơn giả gỗ, lợp mái tôn, mái ngói. Rồi, thì đó là cái em cập nhật cái tình hình cái ngôi nhà sàn anh em xây dựng và chưa sơn. Thì sau một thời gian nữa em sẽ trở lại và
sơn giả gỗ nữa là bàn giao, chính thức bàn giao một cái khung hoàn thiện cho nhà chủ để đón tân gia. Đấy, có bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Tình nhé. Số điện thoại của em là 0986 886093. Đây, khu vực bếp, bàn, bếp ga, nhà tắm, nhà vệ sinh, một bố trí khá là hợp lý luôn. Đó là toàn bộ cái khung này, mình cũng không quay chi tiết nhiều. Đấy, thì các bác xem chi tiết hơn thì cũng ở những cái video trước, các bác sẽ nắm rõ hơn về những cái tình hình, cái phần khung cứng.